Chào mừng các bạn đến với My Anime Official. Mình là Shin và đây là một video không thuộc một chuyên mục nào cả. Đơn giản là mình muốn ngồi xuống nói chuyện với các bạn mà thôi. Khi mỗi mùa anime đi qua, khán giả lại chuyển hướng sự quan tâm của mình sang một mùa anime mới và mong chờ sẽ có thật nhiều tác phẩm xuất sắc để thỏa mãn nhu cầu không chỉ là giải trí đơn thuần mà có thể còn là những nhu cầu khác. Và đã từ lâu, Isekai hay chuyển sinh là một trong thể loại phổ biến nhất trong thế giới manga và anime. Với một thời kỳ hỗn loạn mà chúng ta đang sống, việc được đầu thai và bắt đầu cuộc sống ở một thế giới khác tất nhiên là vô cùng hấp dẫn và sẽ tuyệt vời hơn nếu như bạn được đầu thai đúng chỗ. Tuy nhiên, làn sóng hiện tại của Isekai đang bước vào một thời kỳ suy yếu. Trong mỗi video sẽ có một cặp đấu và các bạn hãy cùng mình bình chọn cho một trong hai nhân vật trong cặp đấu đó nhé. Tuy nhiên, để tránh việc loãng bình luận trong mỗi video, từ giờ bọn mình sẽ tổ chức bình chọn ở fanpage Facebook của kênh và sẽ ghim link bình chọn ở ngay dưới phần bình luận để cho các bạn dễ thấy nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Vậy Isekai là gì? Isekai thường liên quan đến một người bình thường, hết sức bình thường và không có gì nổi bật. Họ thường là nít, hikikomori hay game thủ, bị mắc kẹt trong một lối sống nhàm chán, không có điều gì quan trọng diễn ra cho đến khi họ dường như bị đưa tới một thế giới khác thông qua việc bị đột tử, bị tai nạn hoặc tử trận và được hóa thân vào nhân vật của tác phẩm, triệu hồi, tái sinh hoặc đi qua các cổng xuyên không. Sau khi người này tới được thế giới mới, đôi khi họ có thể có ngoại hình của một cái gì đó rất vô lý hoặc ít nhất là một thứ gì đó khác với bản thân của ngoài đời. Trong Isekai hiện đại, thế giới mà họ được chuyển sinh tới thường là một thế giới giả tưởng giống với thế giới của loại game MMORPG. Trước sự nổi lên của các Isekai idol giới trẻ như Sword Art Online, các anime cũ thường giống với thể loại Isekai như Spirited Away và Inuyasha. Các nhân vật chính thường không mạnh một cách áp đảo hoặc không có cho mình dàn harem đến khó chịu. Mình xin phép để từ khó chịu vào trong ngoặc kép vì nó có thể khó chịu với người này nhưng lại là sở thích của người khác. Và thay vào đó, những series này tập trung nhiều hơn vào những câu chuyện cổng dịch chuyển giả tưởng kinh điển như Phù thủy xứ Oz hay Alice ở xứ sở thần tiên. Trong trường hợp của Spirited Away, cô bé Chihiro làm việc cho phù thủy Yubaba sau khi bà ta biến cha mẹ của cô bé thành lợn. Bộ phim này có một cảm giác rất là kỳ lạ. Các nhân vật nữ không bị đắm chìm trong tình yêu quá mức và có thể tự đưa ra cho mình quyết định. Điều tương tự cũng được áp dụng với Kagome của Inuyasha, người dám từ chối quay lưng lại với những người cần giúp đỡ. Mặc dù cô có thể không phải là người mạnh nhất trong truyện, nhưng cô chắc chắn không phải là một cô gái gặp nạn, không giống như quá nhiều nhân vật trong Isekai hiện đại. Mặc dù Digimon và Hack đã đưa chủ đề của thế giới ảo vào cách kể chuyện của Isekai trước đó, nhưng Isekai dựa trên MMORPG thực sự đã trở nên phổ biến với sự ra đời của Sword Art Online. Đầu những năm 2010, Sword Art Online hay SAO xuất hiện vào khoảng thời gian mà thế giới anime bắt đầu bùng nổ như một thứ văn hóa hay ho của giới trẻ. Hoặc có lẽ nó đã thỏa mãn mong muốn thuần túy từ phía người hâm mộ. SAO lấy bối cảnh ở một thế giới nơi một loại tai nghe hay kính VR giúp người chơi hoàn toàn nhập vai và có loại kính này có tên là Nerf Gear được phát hành. Nhân vật chính là Kirito, là một người chơi thử bản beta của trò chơi đầu tiên được phát hành cho Nerf Gear là Sword Art Online. Tuy nhiên thì khi trò chơi được phát hành công khai, hóa ra nhà phát triển trò chơi lại muốn trở thành chúa. Nó trở thành một trải nghiệm khá là hỗn loạn, bởi nếu bạn chết trong trò chơi thì bạn sẽ chết thực sự ngoài đời. Cách duy nhất để thoát ra là kết thúc trò chơi này. Vì vậy, dĩ nhiên Kirito, người tình cờ trở thành người chơi giỏi nhất từ trước đến nay, bắt đầu hành trình hoàn thành toàn bộ trò chơi để thoát khỏi nó. Mặc dù sự phổ biến của SAO và các bộ ảnh hưởng từ nó mang lại sự thúc đẩy rất cần thiết cho toàn bộ ngành công nghiệp anime, nhưng Sword Art Online cũng bắt đầu một số xu hướng không mới hay ho của dòng anime Isekai. Nếu SAO không thành công lớn đến như vậy, thì có lẽ làn sóng của những bộ anime với mô típ tương tự sẽ không bao giờ đến. Nhưng dù nó đã xảy ra như vậy thì cũng không thể đổ tội cho SAO được, đúng không? Với sự ra đời của Sword Art Online thì loại Isekai đã thay đổi mãi mãi. Những series cũ khác khá là non nớt nhưng lại có nét thú vị của riêng nó, trong khi những anime Isekai ra đời sau SAO hầu hết là những Isekai với nhân vật chính là nam giới có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp và hẳn là nó được tạo ra cho đại đa số các khán giả là otaku. Do đó thì chất lượng tổng thể của thể loại anime này bắt đầu suy giảm và việc các tác giả bắt đầu đưa ra những cái tên với những tiền đề rất vô lý và kỳ quái. Các nhân vật nữ mạnh mẽ, dù vẫn hiện diện trong Isekai hiện đại, thường bị nerf thành những cô nàng phiền phức hoặc đơn giản là để phục vụ cho fan service. Bằng cách làm cho câu chuyện diễn ra trong một thế giới giả tưởng của game MMORPG, thời gian và sự cống hiến cần thiết để tạo ra một bộ anime thú vị bị giảm xuống chỉ còn một nửa. Và nói chung là cảm giác như những tác giả này đang lười viết hoặc đang lười suy nghĩ.
chất lượng của light novel và anime thể loại isekai đã bắt đầu giảm xuống. Hai anime đặc biệt minh chứng hoàn hảo cho sự xuống cấp này là The Master of Ragnarok and Blesser of Eheza và In Another World with My Smartphone. Hai bộ anime này là định nghĩa chính xác nhất từ sách giáo khoa về kiểu anime isekai tồi tệ nhất. Cả hai đều là những học sinh trung học với lối sống nhàm chán và đưa tới một thế giới giả tưởng, có một dàn harem và vô số những điều xáo rỗng khác. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, animation của cả hai series đều chỉ hơi trên mức tầm thường một chút thôi. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là có thể làm gì để khắc phục cho tình trạng của các thể loại isekai hiện tại? Mặc dù isekai hiện đại đang bước vào sự suy giảm chất lượng, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các series trong thể loại này đều không có nguồn gốc và không thú vị. Ví dụ như Drifters chẳng hạn, được tạo ra bởi tác giả của Hellsing là Hirano Kota, nó xoay quanh những kẻ trôi giạt, những anh hùng từ nhiều mốc thời gian và sự kiện khác nhau trong lịch sử, và những người được tập hợp lại chiến đấu với những người được gọi là Ents, những nhân vật khác từ sự kiện lịch sử muốn kết thúc thế giới. Được phát hành cùng năm với SAO, series này là minh chứng rằng isekai vẫn có thể xuất sắc và đáng nhớ. Một bộ anime phổ biến khác thuộc thể loại isekai có thể vượt lên trên những bộ anime tầm thường khác chính là ReZero. Nhân vật chính Subaru thoát khỏi lối sống nhàm chán và rơi vào một thế giới giả tưởng, nơi anh ta nhận ra mình có thể chết và thức dậy ở một thời điểm khác. Tuy nhiên thì trên chuyến hành trình của mình thì Subaru phải chứng kiến một số sự kiện khủng khiếp. Chính tại đây, anh ta nhận ra rằng mình có thể không phải là người anh hùng vĩ đại mà anh đã từng ảo tưởng. Bằng cách sử dụng loại chủ đề đảo ngược này trong một bộ anime isekai, series đó có thể vượt lên trên giới hạn chung trong thể loại của nó. Nó cũng có thể phụ thuộc vào kỹ năng của tác giả trong việc tạo ra các nhân vật đáng yêu, cũng như không dùng đến những lời nói xáo rỗng đã được sử dụng quá nhiều lần. Mặc dù isekai đã trở nên cực kỳ phổ biến ở Nhật Bản, nhưng như một quả bong bóng, có những lúc phát triển và có những lúc phải vỡ tan. Vào năm 2017, nhà sản xuất Kadokawa tổ chức một cuộc thi sáng tạo truyện tranh lớn, nơi nó hoàn toàn không yêu cầu bất kỳ câu chuyện isekai nào cả. Tuy nhiên, với số lượng truyện isekai vẫn được tự xuất bản trực tuyến, rõ ràng các xưởng phim hoạt hình sẽ có quyền truy cập vào hàng tấn tài liệu mới có công thức lặp đi lặp lại của SAO. Nhưng một lần nữa thì không chỉ là những nhà xuất bản đã quá mệt mỏi về isekai. Cũng trong năm 2017, một cuộc thăm dò ý kiến của Nhật Bản đã hỏi khán giả về anime isekai yêu thích của họ và xếp hạng top 15. Và các bạn thử đoán xem, Spirited Away đứng ở vị trí số 1, trong khi phần còn lại của danh sách chủ yếu là các anime làm khác đi với công thức từ SAO là ReZero, Drifters và Konosuba, hoặc được tạo ra trước khi SAO được phát hành như 12 Kingdoms, Kyo Karamao, Magic Knight Ryak. Việc đổi mới rất xứng đáng được khen ngợi. Nếu cùng một thứ cứ đặp đi đặp lại nhiều lần, thể loại này sẽ bị đình trệ. Chúng ta liệu có thực sự muốn tiếp tục xem các phiên bản xào xáo lại của SAO, hay chúng ta muốn một cái gì đó tươi mới hơn một lần nữa? Xào xáo lại. Vừa rồi thì là tâm sự của mình về anime isekai vào thời điểm hiện đại. Các bạn có muốn mình làm những video như thế này, hãy để lại ý kiến và bình luận để cho chúng mình biết nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho Manga Anime Official. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Manga Anime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.